Nghe nội làm chả cá ngon ghê á. Ăn đi con. Mai em nhận phần thưởng bên hội tiến sĩ Đông Y phải không? Đúng rồi. Rồi anh. Mai anh đi về quê rồi, tính mua quà tặng em. Muốn biết sao đây? Không có cần đâu. Thôi, sao không cần giải thưởng mà không cần gì em? Ai vô hội cũng được mà. Sao ba không được? Đúng không? Ba đâu có được gì đâu phải không ba? Ủa? Đáng lẽ ba cũng phải được chứ. Tại là ba không thích nhận thôi. Chứ đâu phải là không được nhận. Mẹ ơi, mai con bận học bài chắc con đếm được đâu. Mẹ đã nói không cần mà. Để Mẫn đi. Con cũng bận rồi ba. Con bận cái gì? Con đi. Ôi con. Ba kêu con đi. Đi mua hoa tặng cho mẹ, ba đi đâu? Lúc nào cũng là con á. Con ba người ở đâu mà lúc nào cũng là thiên vị con á đó. Nó có gì vậy? Đi mua hoa tặng cho mẹ thôi mà. Bực mình được chứ. Lúc nào cũng sai mình á. Thằng này im lặng tí coi được không? Không im rồi sao? Anh nhìn kiểu gì vậy? Dám nhìn em kiểu đó hả? Hả? Tại anh đang cắm hoa đó. Xong rồi anh bị mỏi mắt. Xong rồi cái ánh mắt anh quay qua vô tình chạm thấy em. Chứ anh nào dám. Đẹp quá, chắc mình phải xin mẹ mua một bộ mới được. Làm gì vậy? Gió nó vô tình thổi chứ anh nào dám. Anh có tin mặt của anh gai không không? Thôi làm đi nha. Gió đâu mà nhiều quá vậy anh vượt. Mẹ ơi! Mẹ, mua cho con cái đồ vest đi mẹ. Đi cái đó phải mặc đồ lịch sự với mẹ. Mẹ nói không nha. Con là học sinh, bận đồ học sinh đi là rất là lịch sự rồi, còn muốn gì nữa? Thôi mà mẹ, mua cho con đi mẹ. Con làm cái trò gì vậy hả? Mẹ nói không nha, con có hiểu tiếng mẹ nói không? Hiểu mà, mẹ mua con đi, anh con cũng được. Mà sao con không được? Con cũng là con của ba mẹ mà. Sao mẹ thiên vị quá? Nè, tại vì anh con phải đi lãnh thưởng học sinh giỏi cho nên mẹ mới mua đồ vest cho anh con. Còn con nhìn lên mình coi, học hành thì không tới đâu bài đặt. Nhưng mà con cũng là người lớn mà. Bây giờ mẹ nói con về phòng ngủ nhanh. Không, con không đi về gì hết á, con ở đây hoài luôn. Con ở đây với khi nào ba mẹ mua con đồ vest thì thôi. Nè, bữa nay cãi lời mẹ phải không? Con đi qua nằm kế bà luôn. Mở cái thằng này. Mua đồ vét. Dạ. Thì đi coi mắt thôi mà, có cần phải chuẩn bị tâm lý gì đâu mẹ. Dạ con biết rồi. Vậy nha. Bà đi coi mắt hả? Bà nghe hết rồi hả? Thì đó, tự nhiên mẹ tôi bắt tôi đi coi mắt mà không nói trước cho tôi biết gì hết. Nhưng mà người đó làm nghề gì? Nghe nói hình như là làm văn phòng hay sao á. Chuyện quan trọng cả đời như vậy đâu thể nào quyết định nhanh chóng một cách sơ sài vậy được. Tôi biết rồi. Hả? Mà hôm nay á là ngày 20 tháng 10 đó. Đi coi mắt mà ngay ngày quốc tế phụ nữ như vậy á chắc cũng sẽ được kết quả tốt. Hiền nè. Hứ? Anh không có qua
cũng không có quà để tặng em giống người ta. Em có buồn anh không? Có gì đâu mà buồn. Em còn không biết hôm nay là ngày gì mà tự nhiên tặng hoa với quà làm chi nữa. Thôi đi, em đừng lấp liếm rồi che đậy cho anh. Nè, không có quà, không có quà, em nhận đỡ cái này nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Coi cho kỹ nha. Bam bam bam. Trời, nãy giờ anh làm á hả? Dễ thương quá à. Thích không? Không thơm ha. Bao xịt chỗ thơm đó. Ủa ba, chú đi học xong ở trường đi, ba qua đón luôn rồi qua chỗ mẹ. Ủa sao gấp vậy ba, 5 giờ mới trao giải luôn rồi ba. Mà không mua áo vest hả? Hả? Có đi mua áo vest không? Dạ đi đi đi, mà mẹ có cho không? Ba đã quyết định mua áo cho con còn mắc cười. Ba là cái mẹ bỏ xuống. Thôi thầy mập heo nghĩ lên người ba. Mua áo thôi nha, còn cái quần tự kiếm nha. Vậy thôi được rồi, kiếm cái quần cũ bận đi. Thôi giỡn á, mua cho một bộ luôn. Mua đồ vest rồi. Đi học, đi học, đi học. Bẩn. Dạ. Ê, cái này mới bảnh nè. Ôi, đẹp vậy má. Thử đi. Thử nha. Thử. Thử, thử cái lần lên. Để đây, cho thấy đây. Trời, cái phòng thay đồ, thấy thằng quỷ này. Xong chưa con? Dạ, dạ con sắp xong rồi ba. Ra lại đi có bộ đồ vest không mà ngồi ngâm trong đó. Quan trọng là ba ngắm có đẹp hay không nè. Dạ rồi, con ra nè. Đẹp trai em. Ồ, quá bảnh. Mày có cái tướng giống ba, bận cái gì cũng đẹp hết mày. Dạ, anh ấy mặc đồ vest trưởng thành và phong độ quá. Rồi không? Rồi sao? Quyết định đi. Hay là muốn thử bộ khác? Thôi ba, con lấy luôn bộ này nha. Ờ, thử có một bộ lấy luôn hả? Còn giống ba mà. Ông này ông khéo dễ sợ, ông khen cái dính liền ha. Rồi tính tiền cho tôi bộ này nha. Dạ anh đợi em xíu anh vào trong cái bill. À, cảm ơn cưng nha. Dạ. Mày quyết định lấy bộ này phải không? Hả? Ba lựa đẹp quá, anh thích quá. Nè, cầm này đưa cho mẹ. Ba bắt đi về quê rồi chiều tối ba lên. Dạ, để con lo cho. Cái thẻ ATM ở trong cái túi quần. Dạ. Muốn mua, muốn xài cái gì thì nhớ quẹt. Dạ rồi, rồi con biết quẹt rồi. Quẹt ít ít, từ quẹt nhiều tao quánh chết à. Dạ rồi. Đây nha. Dạ rồi, ba đem này về nhà em con nha. Ừ, biết rồi. Dạ rồi. Tự nhiên giờ tao đi về quê, bữa nay ôm cái ba lô mà về quê nó tào lao thiệt đó. Đi trước à. Dạ rồi. Ôi đẹp quá à. Trai thì mới có những người yêu. Anh đừng gì ạ? Lấy một ly em biết sao? Mình xử lý thật là trưởng thành rồi. Phải chụp hình gửi cho mấy thằng bạn mới được. Con nghe nè mẹ. Dạ dạ, con thấy còn sớm quá nên con ghé qua quán cà phê ngồi uống cà phê chút xíu. Dạ rồi rồi, con biết rồi. Mẹ yên tâm con qua đi. Nha nha nha. Tính tiền cho tôi đi. Của anh là 70.000 ạ. Ok, tính với tôi 100 luôn nha, tôi trả bằng thẻ. Wow. Chết rồi, cái thẻ ba đưa bỏ quên trong túi quần kia rồi.
cháu bằng tiền mặt nha. Hai chục. Ờ, 73.000. Cô giữ đi khỏi thôi. Công việc của em có tốt không? Lương bao nhiêu? Mặc dù lương không được nhiều nhưng mà mỗi ngày đi làm với em là một niềm vui. Vậy hả? Nhưng mà anh không muốn người con gái của mình phải làm lụng vất vả vì những đồng bạc đó. Cô! Ủa? Mẫn? Cô làm gì ở đây vậy? Ủa? Ai vậy? Cô có cần phải nói gì hết á. Nhưng mà... khoan nè! Mẫn ơi! Chuyện gì vậy? Mẫn! Em làm gì vậy? Mẫn, em làm gì vậy? Cô thấy diễn kịch hay không? Hay cái gì mà hay? Em biết em làm gì cô khó xử lắm không? Cô xử cái gì? Em thấy rõ ràng là cô đâu thích thằng cha đó đâu. Mất mới phải bận tâm cho mệt. Mà cô có hạ tiêu chuẩn xuống á, cô cũng đừng có thấp như vậy chứ. Cô xinh đẹp vậy mà. Đúng không? Sao kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ? Tôi nói cho anh biết một bí mật. Cô của tôi có bạn gái rồi đó. Anh có biết chữ có bạn gái không vậy? Không phải anh ơi. Mở em nói cái gì vậy Mở? Cô mới cần nói nhiều. Đi. Nè anh ơi. Không phải, không phải. Mở. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1.